chưa? Cô có duyên với cô Hoa Lê nữa, cô Hoa Lê Bình Thạnh không có thiếu xu nào, tặng con Cường 1 triệu. Này, sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Cô tặng con, người lấy này xin cho nhau. Như bình thường thì người ta nói, có những câu nói đó con, có những câu nói mà người đứng đối diện, người đứng gần thì cũng làm cho người ta xa ra, cũng làm cho người ta cảm thấy như người xa lạ. Còn những câu nói của con yêu cả nhà, con yêu mọi người, hãy lại gần, hôn con đi. Rồi, con phán một câu, cái này là câu của con nha, phán một câu, ai cũng được ôm con hết. Nhưng mà khi nào hôn là phải báo trước. Đó là đó, câu của con phán nha, con nhắc lại thôi cho mấy mẹ này. Nhớ mấy mẹ, con được về ngủ ngon lắm. Bởi vì sao? Bởi vì các mẹ theo con từ lúc con có mười mấy tuổi. Con tìm thức của các mẹ là con lúc nào cũng nhỏ hết. Nên khi mình đã đến đây, mình đã chọn idol của mình, thì mình cũng mong rằng các mẹ hãy theo dõi các quãng đường của con đi, quãng đường của idol mình đi, mãi mãi cố gắng. Thêm một cái nữa là dù cho con hát nhạc gì là con hát cũng rất hay, nhưng mà con cho hát chay đi, con cho hát chay cho các mẹ bị bắt mẹ đeo con từ dòng nhạc dân ca. Nên con nói một câu của cô cái bên, con xuống là dính, con nhả là dính. Nên khi mà con hát nhạc dân ca là con thấm đậm luôn. Con về con hãy mở cái phong bì này ra, bởi vì cái quà này nó
có cái thời hạn sử dụng cho nên con không có để lâu quá được. Con về con mở con xem nha. Còn đây là của một cô gửi, cô không thấy đường, con đọc đi. Dạ, cô Kim Hoàng tặng Cường show 1 tháng 6 1 triệu. Dạ, cảm ơn cô. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà có thấy băng nhạc rất là tuyệt vời không ạ? À? Cả nhà cho băng nhạc một tràng pháo tay thật lớn nha. Hôm nay băng nhạc quá là tuyệt vời. Nhà xem lộc chú ý rất là cảm ơn băng nhạc nha. À, đã về những cái bài mà không có trong danh mục hôm nay. À, xin cảm ơn và hẹn băng nhạc một ngày gần nhất. SC Tâm Lộc Chuối sẽ đến tái ngộ cùng các em. Xin cảm ơn. Xưa xưa ơi là xưa, ôi 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 ôi